So sánh hai ông Minh. Hai ông đều là trưởng phái Bộ Ngoại giao của nước ta ở hai thời điểm khác nhau. Giang Văn Minh là chánh sứ phái đoàn sứ giả Đại Việt đi tuế cống Trung Quốc năm 1637. Phạm Bình Minh, trưởng phái đoàn Ngoại giao Việt Nam tham dự Hội nghị Liên Hiệp Quốc năm 2019. Khi đến Bắc Kinh, Giang Văn Minh hiên ngang đối đáp với Hoàng đế Chu Do Kiểm, phản đòn một cách quyết liệt, dù biết làm thế là nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả, ông bị triều đình nhà Minh giết hại một cách hèn mạt. Còn Phạm Bình Minh, khi đọc bản báo cáo về tình hình Biển Đông bị tàu xâm chiếm, thì không dám nêu tên đích danh thủ phạm, mà chỉ kêu gọi một cách chung chung là các bên liên quan, relevant parties, hãy tự kiềm chế để khỏi làm tình hình phức tạp thêm. Thử hỏi, các bên liên quan là ai? Ông định kéo Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và cả Việt Nam vào chung trong cái gói các bên liên quan ấy để chạy tội cho Trung Quốc à? Thử hỏi, có nước nào trong cái gọi là các bên liên quan trừ Trung Quốc dám vẽ đường lưỡi bò rồi ngang ngược tuyên bố đó là lãnh thổ của chúng? Dám đánh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của ta, dám xây đắp đảo Bồi thành căn cứ quân sự lớn, dám kéo tàu khoan dò đi nghênh ngang vào sát Phan Thiết, dám gây sự không cho các hãng dầu quốc tế hợp tác với Việt Nam để khoan dầu trên chính vùng biển nước ta, dám đâm chìm vô số tàu cá của ngư dân ta trong lãnh hải nước nhà, đó là thằng tàu chứ không phải bất cứ ai trong cái mà ông gọi né tránh là các bên liên quan. Lẽ ra ông phải vạch mặt chỉ tên thằng ăn cướp và kêu gọi quốc tế tẩy chay chúng. Đằng này ông chỉ đứng núp sau cái gọi là các bên liên quan, nói vu vơ cho khỏi mất lòng đàn anh. Thật ra thân ra đấu trường quốc tế mà còn rụt rè hèn nhát như thế thì tranh đấu với ai? Giang Văn Minh hy sinh mạng sống để bảo vệ uy tín tổ quốc. Phạm Bình Minh hy sinh danh dự để bảo vệ chút uy quyền mục nát của đảng ông ta. Hôm nay tôi thắp hương cho cụ Giang Văn Minh tại đền thờ của ông ở làng Mông Phụ, huyện Đường Lâm, và tôi nguyền rủa Phạm Bình Minh vì đã hèn hạ không dám làm tròn trách nhiệm, nhiệm vụ tổ quốc giao cho ông ta. Bài viết của chú